Tiếp tục cập nhật những thông tin sự kiện đang được quan tâm, mời quý khán giả cùng đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Hôm nay thứ Năm ngày 30 tháng 6 năm 2022, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh. Tạm cấm phương tiện lưu thông khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Mưa lớn gây thiệt hại tại các huyện vùng cao Tuyên Quang. Nâng cao ý thức tiết kiệm điện tại công sở. Lời cảnh báo, rước quả vào thân vì bùa yêu. Đẩy mạnh hoạt động kỹ năng sống cho học sinh. Lộ ra cồn cát giữa biển khơi, hai học sinh bị nước cuốn tử vong. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6 đạt trên 230.000 người, tăng gần 37% so với tháng trước và gấp hơn 30 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này là do nước ta đã mở cửa du lịch và các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 602.000 lượt, tăng gấp gần 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ của năm 2019, năm chưa xảy ra dịch Covid-19, thì vẫn giảm gần 93%. Cũng theo thống kê, doanh thu du lịch lữ hành 6 tháng đầu năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là du lịch nội địa trong quý 2 năm nay. Theo báo cáo chỉ số năng lực phát triển du lịch toàn cầu năm 2021 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, du lịch Việt Nam xếp hạng thứ 52 trên 117 nền kinh tế, tăng 8 bậc so với năm 2019. Đây là mức tăng cao thứ 3 thế giới sau Indonesia và Ả Rập Xê Út. Vào cao điểm du lịch và nghỉ hè, lượng khách đến sân bay Nội Bài, Hà Nội và Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tăng nhanh và lập các kỷ lục mới. Theo ghi nhận, lượng khách đến sân bay Nội Bài đã tăng hơn 40% so với cao điểm hè năm 2019, thời điểm đỉnh cao trước khi có dịch Covid-19. Điều này đã vượt quá công suất thiết kế của nhà ga hành khách T1. Trong khi đó, theo thống kê, từ đầu tháng 6 đến nay, trong nước có 719.154 lượt khách đến sân bay Tân Sơn Nhất. Lượng khách quốc tế cũng đang dần trở lại Tân Sơn Nhất. Với tình hình hiện tại, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ sớm đạt được mục tiêu đặt ra là đón hơn 7 triệu lượt khách trong năm 2022. Một thông tin mà người dân ở thành phố Hồ Chí Minh cần lưu ý, đó là Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ trong khung giờ cố định từ nay cho đến ngày 2 tháng 7 tới đây. Cụ thể là từ 18 giờ cho đến 22 giờ các ngày 30 tháng 6, 1 tháng 7 và 2 tháng 7, cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng. Việc cấm phương tiện nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tổ chức lễ kỷ niệm 46 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và các hoạt động tôn vinh Ngày Gia Đình Việt Nam diễn ra tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, người điều khiển phương tiện giao thông chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường. Hai ngày qua, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa có nơi lên đến 198mm. Các khu vực có mưa lớn và bị thiệt hại nặng tập trung tại các xã của huyện Na Hang và Lâm Bình. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, tính đến 9 giờ hôm qua, mưa lớn đã làm 38 nhà dân bị ngập nước, bùn đất tràn vào nhà, 9 con trâu bị lũ cuốn trôi, nhiều diện tích lúa và hoa màu bị đất sạt lở vùi lấp, khoảng 6.000m2 ao nuôi thủy sản bị thiệt hại. Nhiều vị trí trên các tuyến đường liên xã bị sạt ta luy dương và ta luy âm. Sạt lở tại đèo Khao Lắc thuộc đường tỉnh 188 ở thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình gây ách tắc giao thông. Hai điểm trường bị ngập lụt, sập tường rào, hư hỏng trang thiết bị. Ủy ban nhân dân các huyện có thiệt hại đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo giao thông đi lại của người dân, chủ động hướng dẫn người dân khắc phục và điều chỉnh giống cây trồng phù hợp. Hạn chế các thiệt hại do thiên tai, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra là một trong những mục tiêu mà Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng đặt ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Theo nhận định, từ nay đến cuối năm, ngoài việc phải chịu ảnh hưởng trực tiếp của một số cơn bão, thì Đà Nẵng còn đối mặt với nhiều loại hình thiên tai như nắng nóng, mưa lũ, xâm nhập mặn. Đây đều là những loại hình thiên tai đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Xác định mục tiêu ứng phó kịp thời với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở ngành địa phương chủ động nâng cao năng lực ứng phó với một số kịch bản thiên tai, trong đó lưu ý công tác sơ tán dân trong mưa lũ lớn, đồng thời thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm và các điều kiện cần thiết để chăm lo cho người dân khi có sự cố xảy ra. Thưa quý vị, để triển khai có hiệu quả chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện và để đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển bền vững đất nước, việc triển khai thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hoạt động thường ngày cần được chú trọng. Lượng điện năng tiêu thụ tại cơ quan công sở chiếm tỷ lệ khá lớn trong tiêu dùng điện. Chính vì thế mà việc sử dụng điện tiết kiệm ngày càng trở nên cần thiết và được các đơn vị quan tâm. Với gần 200 nhân viên làm việc tại tòa nhà trong môi trường sử dụng điện năng khoảng 8 tiếng một ngày, công ty này đã phải tính toán rất kỹ bài toán tiết kiệm điện năng về lâu dài. Tất cả các thiết bị điện đều được lựa chọn sử dụng theo tiêu chí tiết kiệm điện năng và dán nhãn năng lượng như thế này. Chúng tôi sử dụng máy điều hòa, quạt điện và bóng đèn hình quang compact, và với mức tiêu thụ điện của những thiết bị điện này có nhãn năng lượng rất là thấp, và nhờ thế mà cái việc chúng tôi tiết kiệm được điện năng tiêu thụ hàng tháng rất là nhiều. Lựa chọn thiết bị thôi là chưa đủ, văn phòng còn phát động phong trào tiết kiệm điện đến từng thành viên trong từng nhóm làm việc. Việc đưa ánh sáng và không khí tự nhiên vào phòng làm việc cũng giúp giảm thiểu điện năng, tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên. Có thể là một hành động nhỏ, ví dụ như khi ra ngoài khoảng tầm 15 phút ấy, thì bọn em sẽ tắt hoàn toàn máy tính này, tắt nguồn hoặc là tắt màn hình luôn ạ. Ngoài ra khi mà ra về thì bọn em cũng tắt cầu dao các thứ để các máy tính như là photocopy hay máy fax nó không bị ảnh hưởng, cũng như là tiết kiệm điện cách triệt để ạ. Ngoài trời 40 độ C mà trong văn phòng tụi em để điều hòa 29 độ, em thấy cũng rất là thoải mái rồi. Và điều hòa 29 độ vừa đủ để thoáng mát, thoải mái, tỉnh táo làm việc và cũng rất tiết kiệm điện nữa. Thực ra thì tụi em cũng không có sử dụng thêm bất kỳ một cái thiết bị làm mát nào nữa đâu. Để việc thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan công sở có hiệu quả lâu dài và ổn định, các đơn vị cần tiến hành một cách bài bản dựa trên giải pháp kỹ thuật, tận dụng tối đa việc lưu thông không khí, ánh sáng mặt trời. Bên cạnh đó, cần thực hiện việc ngắt điện ổ cắm sau giờ làm việc. Thưa quý vị, thời gian gần đây, không ít chị em phụ nữ thường vào các hội nhóm trên các trang mạng xã hội với mục đích tìm bí quyết giữ chồng hay bạn trai. Nắm bắt được tâm lý này, một số đối tượng lừa đảo đã lập ra nhiều trang mạng xã hội mạo danh nghệ nhân, những người có uy tín để rao bán các loại bùa yêu. Với niềm tin là những chiếc lá bùa yêu này có thể giữ được người thương, cho nên là những chị em phụ nữ đã sập bẫy các đối tượng lừa đảo với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Để thấy rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lời cảnh báo ngay sau đây. Chỉ cần gõ từ khóa bán bùa yêu trên Google có thể cho ra hàng nghìn kết quả. Những thứ tưởng chừng như bí ẩn này lại được chào bán hết sức công khai và rộng rãi. Xa nhau bao lâu cũng quay về, dùng là người yêu sẽ chỉ nhớ đến bạn, chết cũng không rời xa nhau. Không khó để nhìn thấy những lời trao bán các loại bùa yêu từ những thầy bà online. Có người đã nhẹ dạ cả tin, bỏ ra hàng triệu đồng, thậm chí cả vài chục triệu đồng mua về. Vì nghi ngờ chồng mình không chung thủy, chị TTTV, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, đã tâm sự với bạn bè và được giới thiệu mua loại bùa yêu được trao bán trên mạng xã hội, với cam kết sau 3-7 ngày chồng chị sẽ quay về và yêu thương chị trở lại với mức giá 5.200.000 đồng. Tác dụng chưa thấy đâu thì chị nhận ra mình đã bị lừa và hôn nhân của chị cũng trên bờ vực thẳm. Khi mà chồng tôi phát hiện ra cái chuyện này thì không những cái mâu thuẫn giữa hai chúng tôi không được giải quyết mà nó còn căng thẳng và cãi nhau nhiều hơn nữa. Anh không có chấp nhận cái việc tha thứ cho tôi. Lúc đó thì tôi nhận ra là cái bùa này nó cũng chỉ là cái miếng vải lộn và nó cũng không có cái tác dụng gì hết á. Mình đã bị lừa một số tiền khá lớn rồi. Đây là những lá bùa yêu được rao bán công khai trên mạng xã hội. Thoạt nhìn,
Chúng giống như những miếng vải, những tờ giấy không có giá trị. Thế nhưng, giá của mọi loại luôn được bán từ tiền triệu trở lên. Những lá bùa yêu được giới thiệu là nếu được đối phương mang theo bên mình mỗi ngày, thì người đó sẽ không theo bất kỳ ai khác. Mình có yêu đơn phương một người nhưng mà người đó không có thích mình. Một người bạn chỉ mình cách tìm mua bùa yêu. Mình có lên mạng tìm hiểu thử thì thú thực thì mình cũng không có tin lắm. Tình cảm là cái mà đâu phải là muốn là có được đâu. Bùa ngải là hình thức mê tín dị đoan, cần loại bỏ. Hành vi tin mua các lá bùa này đã vô tình tiếp tay cho những kẻ lừa đảo trục lợi. Không những mất tiền quan, nhiều nạn nhân thậm chí còn bỏ học, bỏ làm, bỏ gia đình chỉ để làm theo các yêu cầu từ các vị thầy tự xưng trên mạng xã hội. Nếu mà chúng ta cứ tiếp tục tin vào bùa thì chúng ta sẽ cảm thấy là thứ nhất đó là cái nhẹ nhất đó là kiểu thất vọng. Mình sẽ thất vọng bởi vì mình sử dụng bùa hoài mà chẳng thấy cái đối tượng đó có cảm tình ngược lại với mình. Cái thứ hai là chúng ta mong chờ và vào người bán thì họ cứ tốt lắm kinh nghiệm, nhưng mà bây giờ muôn hình vạn trạng cộng với thêm cái internet ngày càng phổ biến, cho nên cái sự lợi dụng hoặc là cái sự là giả lập hiện trường, giả lập những cái mướn những đối tượng khác để mà giả bộ rằng nó là có hiệu quả thì nó rất là phổ biến. Cho nên là nó sẽ dễ xảy đến việc bị lừa đảo và rất nhiều người thì họ đã bị tiền mất tật mang. Vừa qua, Công an tỉnh Hòa Bình nhận được đơn của ông Bùi Văn Minh tố cáo một số đối tượng thông qua mạng xã hội Facebook đã giả danh ông để bán các loại bùa nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của ông. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã xác minh, xác định bị can Đinh Xuân Trường là chủ mưu thực hiện hành vi giả danh ông Bùi Văn Minh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, đối tượng Đinh Xuân Trường lập nhiều trang Facebook liên quan đến bùa yêu và đăng tải nhiều hình ảnh của ông Minh để tạo sự uy tín, lòng tin từ nhiều người nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 2,7 tỷ đồng. Tình yêu là nó xuất phát từ cái tình cảm của hai phía chứ không thể nào cưỡng cầu được. Và một khi mà chúng ta cưỡng cầu, chúng ta làm mọi cách có được tình cảm đối phương thì mọi thứ nó đều là sự giả tạo cả. Thế vì mất tiền mua các loại bùa ngải vô căn cứ tiếp tay cho những kẻ lừa đảo thì mọi người nên dành thời gian vun đắp tình cảm, xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp để cuộc sống của mình thêm ý nghĩa. Khi gặp vấn đề trong tình cảm, chúng ta có thể tìm hướng giải quyết hay trò chuyện với các chuyên gia về hôn nhân gia đình, chuyên gia tâm lý để được tư vấn. Nếu phát hiện ra những hành vi lừa đảo liên quan đến bùa yêu thì cần báo ngay cho cơ quan công an để được giải quyết. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Đẩy mạnh hoạt động kỹ năng sống cho học sinh. Lộ ra cồn cát giữa biển chơi, hai học sinh bị nước cuốn tử vong. Tạm giữ xe đầu kéo chở gỗ lim có dấu hiệu quá khổ. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở các trường tư thục mà năm nay trại hè cũng bắt đầu xuất hiện ở nhiều trường công lập. Các hoạt động được thiết kế ở nhiều lĩnh vực nên những trại hè này đã trở thành sân chơi để học sinh được trải nghiệm, học hỏi và phát huy sở thích của mình. Song song đó, việc giáo dục kỹ năng sống cũng ngày càng được chú trọng. Bây giờ hướng dẫn món salad Nga thì các con thái đỗ để các con thái. Thái hình hợp lý nhá, thái đều nhau nhá. Khéo tay hay làm, những kỹ năng nội trợ nhưng lại thu hút sự quan tâm hưởng ứng của nhiều học sinh nam. Dù còn vụng về, lúng túng nhưng thích thú là cảm nhận chung của các em khi tham gia lớp kỹ năng này. Con về nhà giúp mẹ nấu ăn tốt hơn. Thầy đã dạy bọn con cắt rau, cắt khoai tây với cả cắt cà rốt ạ. Trong thời gian học sinh nghỉ hè, nếu các con ở nhà nhiều thì các con sẽ xem tivi và dùng điện thoại rất là nhiều. Và thứ hai nữa ảnh hưởng đến công việc của bố mẹ. Và xuất phát từ cái tình hình thực tế đó thì trường tiểu học Trung Yên chúng tôi đã xây dựng cái đề án và tổ chức cho học sinh tham gia cái hoạt động trong thời gian nghỉ hè. Hàng ngày các con được đến trường vui chơi, tham gia các câu lạc bộ để phát triển thể chất, phát triển về năng khiếu và các con được còn cả phát triển về cả trí tuệ. Rất vui và phấn khích vì ở đây có những hoạt động rất bổ ích và lý thú ạ.
Con thích nhất ở các bộ môn này và ngày nào con cũng muốn đi học. Ngày nào con cũng muốn đến trường để tham gia các câu lạc bộ của các bạn. Kỹ năng của con được phát triển từ cái kỹ năng sáng tạo, kỹ năng phát triển làm việc nhóm này, hay là kỹ năng mà các con hợp tác với nhau, ngôn ngữ trong giao tiếp các con cũng có nhiều cái sự thay đổi. Ngoài ra thì con có cái sự linh hoạt và nhanh nhẹn hơn rất là nhiều khi mà con được tham gia vào những cái thể môn thể dục thể thao. Ngoài các kỹ năng sống thì trang bị kỹ năng trở thành công dân toàn cầu cũng ngày càng được phụ huynh chú trọng. Với chủ đề không còn đói nghèo, một trong những mục tiêu về phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc được giáo viên cùng với học sinh thảo luận sôi nổi hoàn toàn bằng tiếng Anh. Từ đó giúp các em vừa nâng cao được khả năng ngôn ngữ, vừa trau dồi hiểu biết cũng như thay đổi nhận thức và hành động trong tương lai. Chúng em được tìm hiểu về thực trạng của nạn đói tại các nước trên thế giới và cách để hạn chế hậu quả của nó. Chúng em đang làm một dự án xã hội để có thể giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Một người chỉ huy có nhân cách sẽ không từ bỏ, sẽ giúp đỡ mọi người và sẽ không xả rác trên đường đi. Đó là những bài học chúng tôi giúp các em nhận ra khi một thành viên trượt chân sẽ có người đỡ dậy. Khi một thành viên thấy nhục chí, sẽ có bạn bè động viên. Đó chính là cách chúng tôi kết hợp giữa học tập và rèn luyện thể chất cho các em. Ghi nhận về tai nạn đuối nước tại tỉnh Quảng Trị. Thấy một cồn cát trên biển cách bờ khoảng 30 mét, ba học sinh lội ra. Sau đó hai em không may bị nước cuốn, một em bơi được vào bờ. Và hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của các nạn nhân. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đến gần 4 giờ sáng nay, lực lượng đã tìm kiếm và phát hiện thi thể em NQT, 15 tuổi, trú xã Phong Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, dạt vào bờ biển xã Gio Hải. Em T được tìm thấy cách vị trí bị sóng cuốn khoảng vài trăm mét. Trước đó, hơn 17 giờ chiều qua, T cùng với hai em học sinh khác là K và KH cùng trú xã Phong Bình đến tắm tại biển Gio Hải. Sau đó, ba em cùng lộ ra một cồn cát nhỏ cách bờ khoảng 30 mét thì bị sóng cuốn ra xa. Em KH tự bơi được vào bờ, hai em còn lại không biết bơi nên bị nước cuốn mất tích. Và sau khi vào bờ, em KH chạy đi kêu cứu người dân gần đó. Đến khoảng 21 giờ tối qua, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể em K. Tại Quảng Nam, một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại trụ sở xã Trà Tập, huyện Nam Trà My đã thiêu rụi nhiều vật dụng tài sản. Ghi nhận của người đưa tin 24 giờ. Cụ thể là vào khoảng 22 giờ đêm qua, người dân ở xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam phát hiện ngọn lửa bùng phát và nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ dãy nhà làm việc của Ủy ban Nhân dân xã Trà Tập. Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Trà My cùng Ban Chỉ huy quân sự huyện đã khẩn trương huy động phương tiện, lực lượng, phối hợp lực lượng tại chỗ và người dân tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy lớn, trụ sở có nhiều vật liệu bắt lửa nên đến khoảng 23 giờ cùng ngày, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại lớn về tài sản. Nhiều giấy tờ, sổ sách, vật dụng đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hồng Thủy, sinh năm 1974, trú tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước. Quá trình điều tra vụ án tham ô tài sản tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Phát triển và Môi trường Cao Bằng, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh của Lê Thị Hồng Thủy có hành vi mua bán hóa đơn trái phép cho công ty trên và một số đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, sử dụng để thanh quyết toán khống, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền gần 1,9 tỷ đồng. Trước đó, ngày 28 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với LVQ, sinh năm 1987, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư xây dựng Thạch Linh, có trụ sở tại thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, về tội trốn nộp gần 1 tỷ đồng tiền thuế. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các vụ việc, hoàn tất thủ tục hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định. Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ tài xế và xe tải cùng lô hàng trên xe gồm 60 can thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm. Trước đó, trên đường tỉnh 759, đoạn thuộc địa bàn xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, lực lượng công an bắt quả tang xe tải biển kiểm soát 93C13983 vận chuyển 60 can nhựa màu xanh loại 4,5 lít. Nhãn mác trên can nhựa có nhiều chữ nước ngoài.
Thời điểm kiểm tra, người điều khiển xe tải là Bùi Thanh Quốc Trí, 29 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng trên. Qua làm việc, bước đầu tài xế Trí khai các can nhựa trên chứa thuốc bảo vệ thực vật, loại này đã bị cấm lưu thông trên thị trường Việt Nam. Nhưng với mục đích kiếm lời, Trí đã mua lô hàng trên của một người thông qua mạng xã hội với giá trên 50 triệu đồng. Đang trên đường vận chuyển về thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Tại Quảng Ngãi, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh này vừa phát hiện tạm giữ xe đầu kéo chở gỗ lim có dấu hiệu quá khổ, quá tải khi đang đậu tại xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi. Theo ghi nhận, trong lúc tuần tra trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15H01097 kéo theo rơ móc chở lượng lớn gỗ lim có dấu hiệu quá khổ, quá tải đang dừng đổ ven đường. Qua đo đếm, bước đầu xác định có 13 khúc gỗ lim ta ly tròn với đường kính mỗi khúc gần 1m, khối lượng ước tính gần 84 mét khối. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, đồng thời yêu cầu lái xe di chuyển về bãi đổ để cân tải trọng và có hướng xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Được biết, số gỗ này nhập về từ Nam Phi và đang trên đường vận chuyển từ thành phố Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.